bước qua cái giai đoạn mà 35 đó, là Tường thấy á, cái vòng một của mình nó bị nhão, nó bị sệ, nó không còn săn chắc, da dẻ của mình nó không còn mướt nữa, chưa kể là cái tâm sinh lý của mình nó cũng không được ổn định, mình hay quạo quọ, hay bực bội, hay câu có, tại vì trong người mình luôn cảm thấy khó chịu. Dù khi một cái sự việc đó bình thường nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà vì chúng ta đang ở cái giai đoạn tiền mãn kinh cho nên chúng ta cảm thấy nó rất là khó chịu. Có những thời gian là bạn bè xung quanh Tường nó sợ Tường luôn á, nó nói bạn này khó chịu quá. Thậm chí ví dụ chị Lê Giang á, là đồng nghiệp của Tường, như luôn luôn lúc nào gặp Tường cũng chửi mày bớt khó tính lại đi Tường ơi, mày khó tính quá, không có ai mà chịu mà chiều mày nổi hết. Ngay cái mẹ Tường cũng nói với Tường là con bớt khó lại, tại vì khó tính quá thì sẽ không ai gần được mình đó. Cái thời điểm đó phụ nữ mình hay bị stress lắm quý vị. Tại vì sao? Nội tiết tố trong cái cơ thể mình nó bị suy giảm, cái lượng estrogen trong cơ thể mình nó bị suy giảm, chính vì vậy mình mới khó chịu, không phải tự nhiên đâu. Cho nên tất cả mọi người phải thông cảm cho chị em phụ nữ chúng tôi nha. Và bác sĩ tư vấn cho Tường là nên bổ sung cái estrogen, tại vì mình đang bị thiếu hụt estrogen. Và cái estrogen đó thì rất là tốt cho trong và có trong cái sản phẩm đó là cái mầm đậu nành Lagol. Theo như Tường biết cũng có rất là nhiều cái sản phẩm về mầm đậu nành, ở trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, nhưng mà Tường muốn chia sẻ là lý do tại sao mà Tường lại chọn cái Lagol là tại vì nó khác. Cái quy trình sản xuất của cái Lagol nó khác với những sản phẩm khác, nó là sản xuất theo công nghệ nano, nó sẽ giúp cho những cái tinh chất của mầm đậu nành nó sẽ thẩm thấu vào cái tế bào của mình nó nhanh hơn là những cái sản phẩm khác. Ngoài ra thì cái tinh chất mầm đậu nành nó chứa rất là nhiều cái isoflavone, và những cái chất này là cái chất chị em phụ nữ chúng ta nó rất cần thiết để mà làm mà tăng cường cái lượng estrogen thiếu hụt trong cơ thể của mình. Nó làm cho chị em phụ nữ da dẻ sẽ săn chắc hơn, tóc của mình nó sẽ bồng bềnh hơn, nó sẽ mướt hơn, vòng một của mình săn chắc hơn, da của mình nó mướt hơn, nói chung nó cải thiện hoàn toàn. Và cách đặc biệt mà Tường muốn sử dụng cái Lagol là gì, là cái tình trạng bốc hỏa trong cơ thể của mình nó giảm hẳn, dễ thương, hiền hòa hơn, nó không có còn như ngày xưa mà khó chịu nữa. Ví dụ như là trong công việc của Tường hiện nay là nó đang có những cái đang thay đổi, những cái biến chuyển, thì mình luôn 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 có một cái sự tự tin, lạc quan, mình đang hy vọng vào một cái tương lai sẽ có những cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Có nghĩa là khi tinh thần mình được thoải mái, đầu óc mình sẽ thoải mái, mình luôn luôn nghĩ đến những cái điều là nó tích cực hơn cho cuộc sống thôi quý vị ạ. Và quan trọng là khi chúng ta giữ được cái là làn da, mái tóc, sắc vóc của mình á, sức khỏe của mình, thì mình yêu đời hơn Và bây giờ là còn khao khát một tình yêu nữa quý vị, thấy không? Đó, hồi xưa trời ơi chán lắm, không có muốn gì hết. Bây giờ là rất là tràn trề sinh lực, rất là tràn trề năng lượng, rất là dư năng lượng, sẵn sàng tiếp đón những cái công việc mới, những cái kế hoạch mới. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.